thì nó sắc cái quá trời nó hồ tu mày cha gia mà ra lặng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Tha tu ma bồ tình quốc ta rù bằng xa ca lăng xa đà, con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha rằng là thầm mong hi cha rằng a na tỳ tô pha già thi thầm mong hi pha già thịnh a na tỳ tô ma ra na thầm mong hi ma ra nằng a na tỳ tô sập bề hi mê đi về hi ma na bề hi na na pha wo vi na pha wo. Karisami kanya qua ba ba qua tất sa đà ya đồ pha vi sa mi hệ quan âm hệ hi a phình năng bắt cháu quát khi tất bằng thế tôn dạy tọa tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra ta đây phải có sự già thể nào tránh thoát lúc qua cánh tàn, ta đây bất tật phải mang thể nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dặn thể nào tránh thoát tự sanh đơn kỳ. Nếu ta như vẫn theo hình ta tỏ quả báo phận minh kết thành sắc bê sắc ta á quê ra hồn tu su ki ta hồn tu nít đục ca hồn tu áp gia bất cha hồn tu á ni ca hồn tu di ca du ca hồn tu á ru ga hồn tu sam bạc ti hi sa mít chan tu su ki ta năng ba đi a ran tu đúc khắp bát ta chánh nít đúc kha pha giáp bát ta chánh nít pha già tu khắp bát ta chánh nít so ca on tu sắp đây. Theo đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thà. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Tỷ Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng với mấy tam tạng Phật để xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Cha mà Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung ra khana ta
Yatisarane nasa ban yasila niya chama. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sung rắc ca na tha gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con kính cung thỉnh ngài Di Đức truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Hà Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Hà Dạ. Ngài kính lễ chư tôn Thiên Đức Tăng, trong những nam mà chúng tôi không được rõ, chào quý cô tu nữ, chào Sư Hồng Nhật, Sư Tâm Hạnh, Sư Nhật Quỳnh, Sư Metta, Sư Hồng Mai, Sư Kim Nhung, Sư Tina, Sư Vế Mộng, Sư Thi Lâm, Đạo Hữu Karuna và Sư Kim. Quý vị nghe rõ à, sàng thủ à, xin được thay mặt Thi Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng sa năng gan chi ham mi con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mong sa năng gan chi ham mi con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn thân sa năng gan chi ham mi con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng. Lưu ti yam bi bu đăng sa năng gan chi ham mi con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đức Di Dâm Bi Đắc Măng Sa Na Gạch Chá Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đức Di Dâm Bi Sang Thắng Sa Na Gạch Chá Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Tạ Di Dâm Bi Bố Thắng Sa Na Gạch Chá Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần ba, Đức Di Đà Di Dâm Bi Đắc Măng Sa Năng Ca Chá Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Đà Di Dâm Bi Sang Tấn Sa Năng Ca Chá Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt Thăng Sa Ra Năng Gạch Chá Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm mang xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang càng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti dầm bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Tu ti dầm bi thăm mạng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Tu ti dầm bi sang khăn xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, Ta ti dầm bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Ta tìm bi thăm mạng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Ta ti dầm bi sang khăn xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, Tị xa rừng nắp cá năng nơi Thi Tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ma na ti ba ta về ra mình đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi còn thiên quan dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh.
đinh na đa na về ra mà đi sẽ co với năng sinh ma giao mi còn xuyên văn dự điều học là quy tỉnh xa sư trồn cốc cha mẹ sư mi cha cha ra về ra mà đi sẽ co với năng sinh ma giao mi còn xuyên văn dự điều học là quy tỉnh xa sư tà hạnh mu sa wa da về ra mà đi sẽ khó với năng sa ma dạo mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối su ra me ra ya ma cha pa ma đắc hạ nam về ra mà đi sẽ khó với năng sa ma dạo mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ vui rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta we ra ma ni si ka ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh a định na đa na we ra ma ni si ka ma đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp ka me su mít cha cha ra Quê Đa Ma Ni Sức Kha Ba Đăng Sa Ma Đi Gia Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh Ngu Sa Hoa Đa Quê Đa Ma Ni Sức Kha Ba Đăng Sa Ma Đi Gia Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Su Ra Mê Ra Ya Ma Chấp Ba Ma Đa Tha Na Quê Đa Ma Ni Sức Kha Ba Đăng Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là tôi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai Ima ni ban cha si ka pa da ni sa du kang ka tu wa nga pa ma de na ni cha ka lang sa ma ra ti ta bang Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy phần ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng quy di hành theo chưa được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phạm tê dạ chúng con xin vâng. Sì lệ na sô gật tinh doanh tị sì lệ na phô các sâm bác đai sì lệ na ni phô tinh doanh tị tà sâm mai sì lăng quỷ số tha dê cho chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dị giới bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ăn thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ sa thù lành thay út ta mang về na hoàn đề ngàn ba đã bằng sùng qua út ta mang út thể vô khá li tô đồ so bút thô kha ma tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vi chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con út ta mang về na hoàn đề hằng thánh mạnh cha đuôi thằng quá rằng thăm mê vô ca li tô đô sô thăm mồ ca ma tu tăng ma mằng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con út ta mạng về na hoàn đề hằng sanh cành cha đuôi thoát ta mạng sanh tề vô kha li đồ sô sanh khổ kha ma tu tăng ma mạng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con và con kính cảm ơn ngài chỉ đức truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con bây giờ con xin dâng mít đến ngài
để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Bồ Tát Tu Sắp Phạ Mẫn Ga Lăng Rắc Khanh Tu Sắp Phạ Đệ Quá Ta Sắp Phạ Bụt Đá Hai Nô Phạ Vê Nạ Sạ Đà Sô Thê Phạ Văn Tu Tê Bồ Tát Tu Sắp Phạ Mẫn Ga Lăng Rắc Khanh Tu Sắp Phạ Đệ Quá Ta Sâm Bà Thầm Mai Nô Phạ Vê Nạ Sạ Đà Sô Thê Phạ Văn Tu Tê Bồ Tát Tu Sắp Phạ Mẫn Ga Lăng Rắc Khanh Tu Sắp Phạ Đệ Quá Ta Sắp Phạ Sân Tá Hai Nô Phạ Vê Nạ Sạ Đà Sô Thê Phật văn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến thô sư tổ rồi nó hô vô tất sa sa ne rồi vô sư tổ hôi sa sa bê nha thi phi sa tha la tham Sư Vị Tạ Vô Rô Ná Ha Bồ Tát Sa Sa Nê Rô Ga Sư Vị Tạ Hô Y Sa Ha Sa Bê Nha Thi Phi Tê A Tha La Tha Sư Vị Tạ Vô Rô Ná Ha Bồ Tát Sa Sa Nê Rô Ga Sư Vị Tạ Hô Tha Sa Ha Sa Bê Thiệt Nha Thi Phi Cầu Xin Cho Các Thiện Tín Được Sự Lợi Ích, Được Sự An Vui, Được Sự Tấn Hoa Trong Đường Phật Đạo. Cầu Xin Cho Các Thiện Tín phải bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Con hộ trì Phật giáo Tăng Bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc trên cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy tụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hậu vô sanh. Văn kinh chê cú sa la cam măng cách tắc bằng kí ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng ca tăng dê sát ta san ni no a ti ye cha sát ta san ni no ca tăng bồ nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha ri pha hoàn tu tê ye tăng ca tăng suy lô cầm hi về sắc ta chỉ quan ta ra tu ca ma nun nhân phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư tiên phạm tiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu tầm ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mắt nhai có người làm phước được rải lại đem hồi hướng hiện thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đăng nô nha tỳ năng hồn tu su phi ta hồn tu nha ta vô phước báo mà con đã trong sạch làm đây con xin hồi hướng đến thân bằng nghĩa thuộc của chúng con từ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng rồi cầu mong cho tất cả quý vì ấy hằng có được sự yên vui y đăng quá ta mê buồn nhân a sa quắc ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm mụ nặng nơi tâm và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cũng như đến ngày
ngài Thế Đức cùng chư tôn đức quý bảo quý cô tu nữ. Và con cũng chia báo này đến đạo tràng Phật hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài và quý vị sớm được đạt thành đạo quả giải thoát và có được hiện tại, có được sự an vui. Quý vị có được sự, quý ngài có được sự an vui trong đời sống phạm hạnh, và quý vị cũng có được sự an vui. Và con cũng cầu mong cho tất cả quý vị trong đạo tràng cũng như tất cả chúng sanh qua được số cái nạn dịch COVID này. Và con bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con kính dâng mít đến ngài Thế Đức để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nickname mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam thiện nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 44 ha. Khi bước vào dương ân đức tam bảo. Bụt Thù Ma Hê Si Giả Ra Hằng Tát Thà Gá Tô Lô Cô Tá Mô Sắp Bá Gá Lù Huy Chệ Thá Cô Lô Cá Sá Sá Thà Gá Nó Đầm Má Phù Quý Đồ Hoành Đà Má Hành Tần Đá Rá Phù Cá Này Giác Tần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tối Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Chữ Đế Ngài Đã Tin Tường Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đảng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ vi yết tát sa sa thu nô lô ca nam mạnh thá sa quy na ca ru cô sắp bành nhu bút thóc bá ti phù ti sinh nhá tô hoàn đà mô hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi ân vàng như lai khơi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lạc sinh đầy dòng Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sam khô quý số thô số gá tá sá sa quá cô sét tha số tà mô quá rá thầm má sét tha cô niền đà bất sằng xà đi a nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná ra phù. Trên này giác cần tăng bảo thiên văn bậc đà tâm học không rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đảng cho công chúng nhớ ghi cũng được. Ra tàn á tê giá tê chê ná sê thà mê ê tú quá thá năng tá sá bí à nú pha quê ná sá sa dê. Tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Dạ. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 44. Quý vị thấy rõ không ạ? Rồi. Cô Y Măng Bát Tháo Quỳnh Quý Chết Sạc Tí. Cô Y Măng Bát Tháp Quỳnh Quý Chết Sạc Tí. Cô Y Măng Bát Tháp Quỳnh Quý Chết Sạc Tí. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2. Yama Lô Cành Chá Y Măng Sát Đề Quá Cần Gia ma lô cành cha y măng sa đề quá cần. Gia ma lô cành cha y măng sa đề quá cần. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Cô y măng bát tháo quyền quý chế si gia ma lô cành cha y măng sa đề quá cần. Cô
ý bằng bát tháo quỳnh quý chế sa ti gia ma lô cành chế ý bằng sát đề quá cần cô ý bằng bát tháo quỳnh quý chế sa ti gia ma lô cành chế ý bằng sát đề quá cần. Rồi bây giờ qua câu 3, câu 4. Cô tham ma bát đằng suốt đề si tăng cô tham ma bát đằng suốt đề si tăng cô tham ma bát đằng suốt đề si tăng. À câu cuối cùng cú sa lô bút phàm mi qua bát chết sa ti cú sa lô bút phàm mi qua bát chết sa ti cú sa lô bút phàm mi qua bát chết sa ti. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Cô tham ma bát đằng suốt đề si tăng cú sa lô bút phàm mi qua bát chết sa ti cô tham ma bát đằng suốt đề si tăng cú sa lô bút phàm mi qua bát chết sa ti cô tham ma bát đằng suốt đề si tăng cú sa lô bút phàm mi qua bát chết sa ti. Bài này có ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại qua hai cách đọc ha. Cô ý mừng bát tháo quyền quy chế sa ti yama lô cành chế ý mừng sát đề quá cần cô thầm ma bát đằng suốt đề sĩ tăng cú sa lô bút pha mi qua bát chế sa ti. Ôn lại cách đọc này. Cô ý mừng bát tháo quyền quy chế sa ti yama lô cành chế ý mừng sát đề quá cần cô thầm ma bát đằng suốt đề sĩ tăng cú sa lô bút pha mi qua bát chế sa ti. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai phải hơi dài. Cô ý bằng bất tháp quyền quy chế sa ti gia ma lô cành chế ý bằng sa đề quá cần cô thầm ma bát đằng su đề sĩ tăng cú sa lô bốc pha mi qua bát chế sa ti cô ý bằng bất tháp quyền quy chế sa ti gia ma lô cành chế ý bằng sa đề quá cần cô thầm ma bát đằng su đề sĩ tăng cú sa lô bốc pha mi qua bát chế sa ti. Như vậy có hai cách đọc ha. Nhưng mà cách đọc thứ hai về chừng đứt hơi ạ. Cho nên chúng ta cần đọc coi như chia làm hai đi, một lần hai câu cho nó dễ. Bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm ha, cho nó dễ đọc. Và cái bài này cái âm từ nó không có đồng đều nhau, cho nên rất là khó đọc chứ không phải dễ. Nhất là dòng kinh thì cũng tương đối trường âm đoạn âm, nhưng mà qua dòng kệ khó lắm, khó chứ không phải dễ. Bây giờ chúng ta thử trước ha, dòng kệ ha. Cô y mong ba tha quyên vi chê sa ti và ma lô canh chạy mong sa đê qua cần vô thâm ma ba đăng su đề si tăng cu sa lô bố phá mi hoa chết ba chết sa ti. Câu cuối hơi rắc rối. Cô y măng ba tha quên quy chế sa ti và ma lô canh chạy măng sa đề hoa cần cô thâm ma ba đăng su đề si tăng cú sa lô bố phá mi hoa ba chết sa ti. Có bài này khó kể, nhưng mà chúng tôi biết rằng trong đạo tràng chúng ta có nhiều cái giọng lụa, những cái giọng vàng mà quý vị kể hay hơn chúng tôi rất là nhiều. Rồi ai chung phục đất này, giả ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hai hòa,
Rồi thì trong đạo tràng ai chinh phục bài kệ này? Rồi xin mời Sư Mê-ta, Sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Di Tham Ma Giá Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng cho tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú 44 ạ. Cô y mạng ba tha quỳn quy chát sa ti gia ma lô cành cha y mạng sa đề qua căng. Cô tham má ba đằng su đề si tăng. Cú sa lô bốc pha mi qua ba chết sa ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cô trường âm thông thường ý đoạn âm. Măng trường âm đọc theo giọng miên âm. Bá thá là hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, ý đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, D trường âm thông thường, quá đoạn âm và căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu 1 và 2. Cô y mạng ba tha quỳnh quy chát ti gia ma lô cành cha y mạng sa đề quá căng. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Cô trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn. Má, bá là hai đoạn âm, đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú, đoạn âm, đê, trường âm thông thường, xí, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cú, xá là hai đoạn âm, lô, trường âm thông thường, bức, trường âm nhấn, phá, mí, quá, bá là bốn đoạn âm, chết, trường âm nhấn, xá, tí, hai đoạn âm. Cô tham ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búc pha mi qua ba chết sa ti. Đọc lại cả bài. Cô y mạng ba ta quỳnh quy chết sa ti gia ma lô cành cha y mạng sa đề qua căng. Cô tham ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búc pha mi qua ba chết Sati. Cô y mạng ba tha quỳnh quy chết Sati gia ma lô cành cha y mạng sa đề qua căng. Cô tham ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búp pha mi qua ba chết Sati. Ai chinh phục đất Đà Ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng cố gắng kể. Cô y bà tha huynh quỷ chết xa tì và ma lô canh cha y mạng sa đề qua căng. Cô tham ma ba đằng su đề si tăng cô sa lô ba búp pha mi qua ba chết sa tì. Con đã đọc xong, kể xong, và chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa và cho có nhiều mít cho người kế tiếp.
Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. 1, 2, 3, ba người nghe, vậy đủ rồi. Bốn người, vậy nghe rõ rồi, vậy được rồi. Cái này là kim thiệt đó nghe sư, không phải kim đồng ngọc nữ đâu nghe sư, kim thiệt đó, này kim thiệt, kia kim giả, già rồi. Thôi con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 44, để sư nói bà nhiều chuyện đó. Đang nhiều chuyện, nhiều khác, nó mỏi nhọn. Thôi con trả bài cho rồi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 44, Kinh Pháp Cú số 44. Khô y măng phá tàu huỳnh quý chết sa ti gia mà lô khành cha y măng sa đề quát khăn. Khô thầm ma pha đằng su đề si tăng khu sa lô phúc pha mi qua pa chết sa ti. Khô y măng phá tàu huỳnh quý chết sa ti gia mà lô khành cha y măng sa đề quát khăn. Khô thầm ma pha đằng su đề si tăng khu sa lô phúc pha mi qua pa chết sa ti. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Khô trường âm thông thường, ý đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Câu số 2. Giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhắn, chá đoạn âm, ý đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, đề trường âm thông thường, quá đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Rồi đọc câu 3 và câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Khô ý măng phá tàu huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha ý măng sa đề quát cằn. Khô thầm ma pha đằng su đề si tằng khu sa lô phúc pha mi qua pa chết sa ti. Phân tích câu số 3. Cô trường âm thông thường, thăm trường âm nhắn, má bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, đề trường âm thông thường, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cụi hay câu cuối cùng, khú xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, búc trường âm nhắn, phá mí quá ba đoạn âm, tá đoạn âm, chét trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Khô thầm ma pha đằng su đề si tăng khu sa lô phúc pha mi qua pa chát sa ti. Khô y măng pha tàu huỳnh quý chát sa ti gia ma lô cành y măng sa đề quát khăn. Khô thầm ma pha đằng su đề si tăng khu sa lô phúc pha mi qua pa chát sa ti. Khô y măng pha tàu huỳnh quý chát sa ti gia ma lô cành cha y măng sa đề quát khăn. Khô thầm ma pha đằng su đề si tăng khu sa lô phúc pha mi qua ba chát sa ti. Khô y măng pha ta huỳnh quý chát sa ti và ma lô cánh cháy măng sa đề quá khăn. Khô thầm ma pha đằng su đề si tăng khu sa lô phúc pha mi qua ba chát sa ti. Khô y măng pha tàu huỳnh quý chết sa ti và ma lô cánh cháy măng sa đề quá căn. Khô thầm ma pha đăng su đề si tăng khu sa lô phúc pa mi hoa pa chết sa ti. Ai chinh phục đất này, dạ ma, thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chết chắc rồi, sao không thấy sư cho bông hoa vậy trơn vậy? Trời ơi, đó có rồi đó, đó còn giữ tay giữ chân nữa, vậy hai người giữ tay giữ chân nữa, cảm ơn thứ ba người nữa, bốn người giữ tay, vậy là vui à. Vậy con không có bị gì đó sư hả? Không có chết chắc đâu sư hả?
Vậy con cảm ơn sư và quý vị đã nghe hôm qua cùng vỗ tay vỗ chân nữa. Và con mời người kế tiếp, hình như cô Hồng Thị Kim Đời. Cảm ơn nghe. Bye. Good luck. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong nhà. Đọc câu kệ ngôn số 44. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 44. Cô y mang ba tha huỳnh quy cha sa ti gia ma lô cành cha y mang sa đề qua càng cô tham ma bằng su đề si tăng cu sa lô bốc pha mi qua ba che sa ti cô y mang ba tha huỳnh quy cha sa ti gia ma lô cành cha y mang sa đề qua càng cô tham ma ba đằng su đề si tăng cu sa lô bốc pha mi qua ba che sa ti ai chinh phục đất này dạ ma thiên giới này. Ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Cô là trường âm thông thường, ý là đoạn âm. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá thá là hai đoạn âm. Huynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm. Yes là hai đoạn âm. Giá mà lô là trường âm thông thường. Canh nhấn trá ý là hai đoạn âm, mặt là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cô y mang ba tha huỳnh quy che sát ma lô cành cha y mang sa đề qua căng. Câu 3 và câu 4 ạ. Cô là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, má bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, phá, mí, quá, bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Cô tham ma ba đằng su đề si tăng cu sa lô bốc pha mi qua ba che sa ti. Cô y mang ba tha huỳnh quy che sa ti gia ma lô cành cha y mang sa đề qua càng. Cô tham ma ba đằng su đề si tăng cu sa lô bốc pha mi qua ba che sa ti. Cô y mang ba tha huỳnh quy che sa ti gia ma lô cành cha y mang đề qua càng. Ba ba đằng su đề si tăng cu sa lô bốc pha mi qua ba che sa ti. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 44. Cô y mang ba tha huỳnh quy chết sa ti gia ma lô cành cha y mang sa đề qua càng. Cô tham ma tha đăng su đề si tăng cu sa lô búp pha mi qua ta chết sa ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Cô trường âm thông thường, ý đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhấn,
xá, tí, hai đoạn âm, giá, má, hai đoạn âm, lô, trường âm thông thường, canh, trường âm nhấn, chá, ý, hai đoạn âm, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá, đoạn âm, đê, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cô ý mang bát thác huynh quý chết satiyama lô canh cha ý mang sa đề quá căng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Trường âm thông thường thăm, trường âm nhấn má tá hai đoạn âm, đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đê, trường âm thông thường xí đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú đoạn âm, xá đoạn âm, lô, trường âm thông thường phúc, trường âm nhấn phá, mí, quá, tá, bốn đoạn âm, chép, trường âm nhấn xá, tí, hai đoạn âm, cô thăm ma tắc đăng su đê si tăng cú sa lô phúc mi qua ta chết sát tị. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 44. Cô y mang bát tha huynh quy chết sát tị gia ma lô canh cha y mang sa đề qua căng. Cô tham ma tha đăng su đề si tăng cú sa lô phúc pha mi qua ta chết sát tị. Cô y mang tha tha huynh vi chết sa ti ya ma lo canh cha ta đê qua khang. Cô tham ma tha đăng su đê si tăng cô sa lo phúc pha mi qua pa chết sa ti. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư. Kính chào quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Và cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu số 44 Phẩm Hoa. Cô y măng phát tha huynh quy chết sa ti ya ma lô cành cha y măng sa đề qua căng. Cô tham ma pa đăng su đề si tăng cú sa lô phúc pha mi qua pa chết sa ti. Cô y măng phát tha huynh quy chết sa ti ya ma lô cành cha y măng sa đề qua căng. Cô tham ma pa đăng su đề si tăng cú sa lô phúc pha mi qua pa chết sa ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cô y măng phát tha huynh vi chết sa ti ya ma lô cành cha y măng sa đề qua căng. Cô là trường âm thông thường, ý đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cô y măng phát tha huynh vi chết sa ti ya ma lô cành cha y măng sa đề quá căn. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Cô tham ma pa đăng su đề si tăng cú sa lô phúc pha mi wa pa chết sa ti. Cô là trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, má tá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng, xú đoạn âm, đê trường âm thông thường, xí đoạn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai lô trường âm thông thường, phúc trường âm nhấn, phá mí quá phá hai đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm.
cô tham ma pa đằng su đề si tăng cú sa lô pháp pha ni wa pa che sa ti. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 44. Cô y măng pa pa huyền vi che sa ti ya ma lô cần cha y măng sa đề wa cần. Cô tham ma pa đằng su đề si tăng cú sa lô pháp pha ni wa pa che sa ti. Cô y măng Ang pa pa sati yama lo can ang sa de wa can go tham ma pa dang su de si tang ku sa lo pa pa mi wa pa ches sati. Ai chinh phục đất này, giả ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Cúm mang pháp thọ viên vi chết xa tì và ma lô cánh chạy mang xa đề hoa cằn. Cô thăm ma pa đắng su đề si tăng cú xa lô phúm và mi hoa pa chết xa tì. Cô y mang pháp thọ viên vi chết xa tì Yama lo kang cha imang sa dewa kang Ko thamma padang su de si tang Ku sa lo pum pha mi wa pa chen sa ti. Dạ, con đã đọc, phân tích và kể xong. Có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sư đã post bài. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép đọc câu pháp cú số 44 ngày hôm nay. Và cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Cô im măng bát tha quỳnh quý chết sa ti ya ma lô cành cha im măng sa đề hoa cành cô thầm ma bát đằng su đề si tăng cú sa lô búp pha mi hoa bát chết sa ti. Cô im măng bát tha quỳnh quý chết sa ti ya ma lô cành cha im măng sa đề hoa cành cô thầm ma bát đằng su đề si tăng cú sa lô búp pha mi hoa bát chết sa ti. Và con xin phân tích câu số 1 này. Cô là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, thá là hai đoạn âm, quyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm, giá, má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá, ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cô ý măng bát tha quỳnh quý chết sa ti ya ma lô cành cha ý măng sa đề quá căng. Và câu số 3 và câu số 4. Cô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búp pha mi wa ba chết sa ti. Cô là trường âm thông thường, thầm là trường âm nhấn, má, bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, phá, mí, quá, bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Cô thầm ma đằng, cô thầm ma ba đằng, su đề si tăng, cú sa lô, búp, pha mi wa ba chết sa tí. Dạ, con xin phép đọc lại
Cô y mang bát tha quyền quy chết sa ti ya ma lo cành cha y mang sa đề qua càng cô thầm ma bát đằng su đề si tăng cú sa lo bốp pha ma quy pha ma pha mi qua ba chết sa ti. Dạ, con xin đọc lại một lần nữa. Cô y mang bát tha quyền quy chết sa ti ya ma lo cành cha y mang sa đề qua càng cô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lo bốp pha mi qua ba chết sa ti. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Cô imang ba tha win vi che sa ti yo ma lo can cha imang sa de wa cô tham ma ba dang su de si tang cu sa lo bu pha mi wa ba che sa ti cô imang ba tha win vi che sa ti ya ma lo can cha imang sa de wa kang cô tham ma ba đăng su de si tăng cu sa lo bu pha mi wa ba che sa ti. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời cô Phúng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con xin được đọc bài kế tiếp. Cô y mang ba tha quyền quy chế sa ti ya ma lo cành cha y mang sa đề qua càng cô đầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lo búp pa mi qua ba chế sa ti mang ba tha quyền chế sa lo cành cha y mang sa đề qua càng cô đầm ma ba cô đầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búp pa mi qua ba che sa ti. Dạ, con xin được phân tích. Cô là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo dọc nguyên âm, bá là đoạn âm, thá là đoạn âm, quyên là trường âm đọc theo dọc nguyên âm, quý là đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, giá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, ken là trường âm nhấn, chá ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cô trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, má bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đê trường âm thông thường, xí đoạn âm, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, phá trường âm là đoạn âm, mí đoạn âm, quá bá hai đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Dạ, con xin được đọc lại. Cô y mặn ba tha quyền quy chế sa ti ya ma lô càng chế mặn sa đề quá càng cô đầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búp pha mi qua ba chế sa ti. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân sư Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Con xin nhường mic cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và quý sư và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài con pháp cú số 44. Cô ít măng phát thác quyền quý chế sát tí. Yama lo kan cha ít măng sa de wa kang
cô tham mắt phát đăng sư đề sĩ tăng khu sát lô phúc pháp mi quá phá chết sát tí. Câu phân tích câu 1 và câu 2. Cô ý bằng phát thấp quyền vi chết sát tí. Giá mắt lô cần cho ý bằng sát đề quá cần. Cô trường âm thông thường ý đoạn âm. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phá đoạn âm. Thá đoạn âm nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm chết trường âm nhấn sát tí hai đoạn âm. Vô má hai đoạn âm. Lô trường âm thông thường canh trường âm nhấn. Chá đoạn âm ý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá đoạn âm đề trường âm thông thường quá đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cô ít măng phát thấp nguyên vi chết sát tí giáp mắt lô khăn chắc ít măng sát đề quá căn. Câu 3 và 4. Cô thầm mắt phát đăng sứ đề sứ đăng khu sát lô phúc pháp mi quát phát chết sát tí. Cô trường âm thông thường trường âm nhấn má phá hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tướng đoạn âm d trường âm thông thường xí đoạn âm tăng trường âm đọc giọng nguyên âm. Khú xá hai đoạn âm lô trường âm thông thường phúc trường âm nhấn phá mí quá phá bốn đoạn âm chết trường âm nhấn xá tí hai đoạn âm. Khô thâm mát phát đăng sư đề si tăng khu sát lô phúc pháp mi quá phát chết sát tí. Đọc lại bốn câu. Khô ít măng phát thấp quyền quý chết sát tí. Giá mát lô cành cha ít măng sa đề quá cần. Khô thâm mát phát đăng sư đề si tăng khu sát lô phúc pháp mi quá phát chết sát tí. Ai chinh phục đất này, giả ma thiên giới này. Ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cô ý măng pha thà huyên vì trên xa tí. Giảm ma lâu canh trà ý măng xa đê hoa căng. Cô thấm ma pha đăng dù đê si tăng. Cô xa lô phung pha mì hoa pha trên xa tí. Cô y măng pha thao huynh vi chen sa ti. Yam ma lô căn cha y măng sa đề hoa căn. Cô tham ma pha đăng sư đen si tăng. Cô sa lô cung pha mi hoa pha chê sa ti. Dạ con xin hết, con xin ngài và đạo tràng sử dụng cho con. Con kính mời cô niệm từ. Dạ, con kính định lễ Văn Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính định lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính định lễ Sư Pháp Trang. Con kính lễ Cô Tu Nữ Pháp Hạnh Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay số 44 ạ. Khô y mang bát tha huynh vi cha sa ti ya ma lo can cha y mang sa đề wa can. Khô tham ma pa nang su đề si tăng cu sa lo pháp pha mi wa bát bát cha sa ti. Dạ, đi con đọc lại. Khô y măng ba tha huynh vi chết sa ti ya ma lo căn cha y măng sa đề wa căn. Khô tham ma ba đăng su đề si tăng cu sa lo pháp pha mi wa ba chết sa ti. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Khô y măng ba tha huynh vi chết sa ti ya ma lo căn cha y măng sa đề wa căn. Dạ câu số 1. Khô là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, thá là đoạn âm, huyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Và câu số 2, giá má
là hai đoạn âm. Lô là trường âm thông thường, căn là trường âm nhấn, chá, ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Kho tham ma pa đăng su đề si tăng cú sa lô pháp pha mi wa pa chết sa ti. Và câu số 3. Kho là trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, pa đá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá là hai âm, lô là trường âm thông thường, pháp là trường âm nhấn, phá mí quá bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Khổ im mạng thao quyền quý chết xá tí giá ma lộ cành chá im mạng xá đề quá cằn khổ tham ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô pháp pa mi wa ba chết sa ti. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cứu người như người khéo hái hoa. Đó là bản dịch chuyển ngữ của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể câu số 44 ạ. Khổ ý măng ba thà quyền quy chen xa tí giả ma lô canh chạy măng xa đê hoa căng. Khổ thầm ma ba đằng su đê si tăng cú xa lô bắp phà mi hoa ba chen xa tí. Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ chúng tôi xin mời đạo tràng đọc và trả bài tiếp ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn chức niệm từ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiền Vân Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mến chào chức Thiền Vũ, cảm ơn Thi Na. Con thành kính đảnh lễ. Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tị Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, con nghe không thấy bằng tay ai nên con đợt đợt con chạy lại. Nếu có giật mít của vị nào thì xin cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu để Nhật Quỳnh trả mít. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, còn không thấy bàn tay nào, con xin được ông bài câu pháp kinh số 44 ạ. Dạ, con không biết đại đức và đại đức Pháp Trang có trước máy không ạ. Dạ, quý sư có trước máy cho con một tín hiệu. Dạ, vậy con ông thỉnh đại đức tuệ đức ông bài trước ạ. Con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đời. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 44 ạ.
cô y măng bát tha quyền quý chết sát tý yamalo càng cha y măng sát đề quốc càng cô tham mắt bát tăng su đề sĩ tăng kusolo bất phàm mi qua bát chết sát tý ai chinh phục đất này dạ ma thiên giới này ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Dạ là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con xin kệ. Cô imang bata win vi che sati yamalo kang cha imang sa de wa kang cô tham ma pa dang su de si tang cô sa lo bo pha mi wa ba che sati cô imang bata win vi che sati yamalo kang cha imang sa de wa kang cô tham ma pa dang su de si tang kusalo bo phami wa ba che sati ko imang bata wing wi che sati yamalo kang cha imang sa de wa kang ko tham ma pa dang su de si tang kusalo bo phami wa ba che sati. Dạ con xin hát, con xin xuống mít ạ. Mọi người tiếp theo. Chà, sa thú nặng thai con thành kính đảnh lễ tri ân để Đức Đại Đức đã từ bi cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 44. Dạ cảm ơn Thiền Vũ. Dạ con không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Dạ nếu sư có trước máy sư cho con một tín hiệu ạ. Vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ không biết cô tu nữ Phúc Hạnh đã ôn bài chưa cô? Dạ, nếu cô chưa ôn bài thì cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh sẽ nhường mic anh cô ạ. Dạ, cũng không thấy tín hiệu của cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, đạo tràng còn vị nào chưa ôn bài xin đưa bàn tay nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin được ôn bài trước ạ. Cô y măng ba tha quyền vi cha sát ti gia ma lộ căn cha y măng sạch đề quá căn cô tham ma bát đằng su đề si tăng cu san lô búp pha quy ma quy qua ba cha sát ti cô y măng ba tha quyền vi cha sát ti quá con sai rồi. Cô y măng ba tha quyền vi cha sát ti gia ma lộ căn cha y măng sát đề quá căn cô tham ma bát đằng su đề si tăng cô sa lô búp phàm mi qua ba cha sát ti. Dạ sa thú bằng tay cô Phúc Hạnh. Dạ Nhật Quỳnh dạ sẽ phân tích lẹ rồi mời cô nha. Cô xin phân tích câu 1 và câu 2. Cô trường âm thông thường ý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá thá hai đoạn âm nguyên trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Nó phân tích lại ạ. Cô trường âm thông thường ý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá thá hai đoạn âm vinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm chê chết trường âm nhấn xá tí hai đoạn âm giá má hai đoạn âm lô trường âm thông thường canh trường âm nhấn chá đoạn âm ý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xá đoạn âm đê trường âm thông thường quá đoạn âm căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cô y măng ba tha quyền vi cha sát ti gia ma lô căn cô y măng ba tha quyền vi cha sát ti gia ma lô căn cha y măng sạch đề quá căn. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Cô trường âm thông thường thâm trường âm nhấn má bá hai đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú đoạn âm đê trường âm thông thường xí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
cú xá hai đoạn âm lô trường âm thông thường bút trường âm nhấn phá mí quá bá bốn đoạn âm chết trường âm nhấn xá tí hai đoạn âm cô thăm măng ba ma bát đằng su đề si tằng cú xá lô bút má mi quá ba chết xá tí cầu y măng ba tha quyền vi chết sát ti gia ma lộ cành cha y măng sạch đề quá căng cầu tham ma bát đằng su đề si tăng cú sa lộ bút phạm mi quá ba chết sát ti ai chinh phục đất này và ma thiên giới này ai khéo giảng pháp cứu như người khéo hái hoa và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu và con đọc và phân tích có sai con cung kính ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con để con sửa ạ. Dạ con xin được kệ ạ. Cầu y măng bà tha quyên vi chết sa ti dạ ma lô canh cha y măng sa đê qua căng cầu thăm ma bát đăng su đệ sĩ tăng cụ sát lơ bốc pha mi qua ba chất sa ti cầu y măng ba thà quyên mi chết sa ti dạ ma canh cha y măng sa đê qua căng cầu thăm ma bát đăng su đệ sĩ tăng cụ sát lơ bốc pha mi qua ba chết xa tiền. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng, kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho Phúc Hạnh biết tín hiệu ạ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 44. Cô Y Măng Ba Tha Quỳnh Quý vi chết sát tí giám má lồ càng chá y măng xá đề quá căng cô tham má bá đằng xú đề xí tăng cú xá lồ bút pháo mí quá bá chết xá tí cô y măng bá thá huynh vi chết sát tí giám má lồ càng chá y măng xá đề quá căng. Dạ cô là trường âm thông thường, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá thá là hai đoạn âm, huynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, giá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá ý là hai đoạn âm. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Cô tham má bá đăng su đề si tăng cú xá lô bút phá mi quá bát chết xá tí bát. Cô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má bá là hai đoạn âm, đây là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo nguyên âm, cú xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, phá mí vá bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Cô ý măng ba tha quỳnh quý chết xá tí giá má lồ càng chá ý măng xá đề quá cần.
cô tham má bá đằng su đề si tằng cú sa lô bốc phá mí quá bát chết xá tí. Ai chinh phục đất này và ma thiên giới này? Ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa? Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì con xin kệ. Cô y măng ba tha huyền vơ chê xá tí và ma lô can cha y măng xá đê và căng. Cô tham ma ba đăng su đê si tăng cú sa lô bùm phà mi hoa ba chê sa ti. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con xin xuống bích. Có sai chỗ nào xin Ngài chỉnh sửa. Dạ con kính chào đạo tràng ạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn thiền vụ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ còn vị nào chưa ông bài không quý vị? Còn vị nào chưa ông bài cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Hôm nay dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ hôm nay Quỳnh Văn Nhật Hà tập thể dục hơi nhiều nha. Nãy giờ Nhật Quỳnh vô thấy là ra vào mấy lần rồi nha. Mượn room này tập thể dục phải không? Dạ vậy là hết rồi phải không quý vị? Dạ không còn vị nào nữa phải không? Còn vị nào chưa ôn bài không? Wow, cảm ơn hạnh kiểm, hạnh kiểm nha. Nhà con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Nhà con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh pháp cú số 44. Cô y mạng ba tha quỳnh quy chết sa ti gia ma lô càng cha y mạng sa đề quá càng. Cô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búc pha mi wa ba cha ti. Con đọc sai rồi. Cô y mạng ba tha quỳnh quy chết sa ti gia ma lô càng cha y mạng sa đề quá càng. Cô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô búc pha mi wa ba cha sa ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Cô trường âm thông thường ý đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Giá, má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhấn. Chá ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá đoạn âm, căng trường theo âm đọc theo giọng nguyên âm. Cô y mạng ba tha quỳnh quy chết sa tí giá ma lô càng chá y mạng sa đề quá càng. Con đọc phân tích hai câu tiếp. Cô trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn. Má bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Số đoạn âm, đề trường âm thông thường. Xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường. Búp trường âm nhấn, khóa, mí, quá, bá, bốn đoạn âm. Chết trường âm nhấn, xá, tí hai đoạn âm. Cô thầm ma ba đằng su đề si tằng cú sa lô búp hoa mi hoa ba chết xá tí. Dạ con đọc lại bài. Cô y mạng ba tha quỳnh quy chết sa ti gia ma lô càng cha y mạng sa đề quá càng. Cô thầm ma ba đằng su đề si tằng cú sa lô búp hoa mi hoa ba chết sa ti.
con xin kệ. Cô ý mang bà tha huynh quý chết sa tì và ma lô canh trái mang sa đề qua càng. Cô tham ma ba đăng su đề si tăng cô sa lô bốp pha mi hoa bà chết sa tì. Cô ý mang bà tha huynh quý chết sa tì và ma lô canh trái mang sa đề qua càng. Cô tham ma ba đăng su đề si tăng cô sa lô bốp pha mi hoa bà chết sa tì. Ai chinh phục đất này và ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con trả bài câu kinh Pháp Cú số 44 xong. Dạ con kính xin quý sư, quý cô tu nữ, quý đạo hữu có chỗ nào sai xin sửa giúp con ạ. Dạ con xin cảm ơn. Dạ xin dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn sư thành kiểm. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn thiện hữu, cảm ơn hôm mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Vậy là chắc ai cũng trả bài hết rồi nên không thấy bàn tay vị nào nữa. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn trở lại bạch ngài. Dạ ngày nay ngài có y đẹp nè, rồi ngài đổi chữ màu nữa, dữ dằn luôn quý vị. Ngày nay ngài có y đẹp mà ngài còn đổi chữ màu nữa. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. À. Con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa bạch ngài. Mít ở chùa Ngọc Đạt bác hết được rồi bạch ngài. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Mai Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Kinh lễ Đức Phật Ca. Kinh lễ Đức Tuệ Đức. Sa thủ hôm nay bài này khó nhưng mà quý vị đã thể hiện rất tốt, giống tin cũng hay mà giống trẻ cũng hay, và đạo tràng quan hệ chờ trong giây lát và ngay rất nát rồi. Và quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhìn quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát. Cảm ơn thiện vũ, cảm ơn hồng mai trong khi ngài. Và cảm ơn diêm nhung trong khi ngài rất bích. Thì kính mời đạo tràng vì nào có thể lên đọc tiếp. Rồi con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi. Và có ngài có nghe được âm thanh của con không bạch ngài? Nếu dạ con kính nhận bịch đến ngài. Alo 123 123 trục trặc kỹ thuật. Rồi bây giờ quý vị nghe lại rồi ha. Rồi câu đầu tiên. Ô y măng bát tha huynh quy chết sa tì. Đây là cái bài đầu tiên trong cái phẩm bông hoa ha. Úc thâu quốc gia.
Trong cái phẩm này có tất cả mười mấy bài, nhưng mà đây là bài đầu tiên. Cô y măng ba tha quỳnh quý chết sa tí. Đầu tiên là chị cô. Cô do cái từ y đăng. Xin lỗi, cô do cái từ kinh. Đây là một đại từ nghi vấn của Nam Tĩnh. Nhưng mà chữ kinh ở đây được chia theo chủ từ chú ý và tham á ê tao quá chả nào bị phát tí, cho nên chữ kinh nó biến thành chữ cô. Cô là người nào, là ai? Bây giờ đi ra đường mà gặp cô là người nào là ai chắc dễ bị dẫn đoạn quá. Nhưng mà ở đây cái từ Pali này, cô có nghĩa là người nào, là ai. Ta vô hỏi đi chứ. Đây là một đại từ nghi vấn. Rồi từ thứ hai, im măng. Im măng do cái từ dưới đăng. Đây cũng là một đại từ, nhưng mà thuộc về nữ tính chứ không phải là nam tính. Chỉ đăng được chia theo đổi cách số ít đối trị giả quỷ phát thí ai có quá trình á, cho nên chữ y đăng đã biến thành y măng. Y măng là này, y măng là này. Rồi Bát tha quỳnh do cái từ bát tha quỳ. Bát tha quỳ là một danh từ nữ tính. Y cơ lăng ta y thi linh gà. Và bát tha quỳ ở đây được chia theo đối cách số ít đối kỳ gia quỳ pháp thi e cao quả trần đá. Cho nên bát tha quỳ biến thành bát tha quỳnh. Bát tha quỳnh là trái đất hay là quả đất? Trái đất hay là quả đất? Hay là quả địa cầu á? Rồi cái động từ vichesati ở đây do căn ngữ chí, thẩm sát là trách nhiệm. Vichesati đây là một động từ chú ý là thấu triệt, thẩm sát. Nhưng mà nó là động từ của tương lai, sẽ thấu triệt, sẽ thấm sát. Sẽ thấu triệt, sẽ thấm sát. Rồi, câu số 2, để hai câu này nó bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Câu số 2, Yama lo can cha y măng sát đề quá cần. Yama lo can cha y măng sát đề quá cần. Yama lo can cha ở đây có ba từ sao? Yama là một, lo can là hai và cha là ba. Chỉ yama đó là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. Yama có nghĩa là thần chết. Yama là thần chết hay là cái cõi dạ ma. Có hai ý nghĩa, một là thần chết hay là cái cõi dạ ma. Rồi lô căng do từ lô cá. Loka nó là một danh từ nam tính, Akranta Kundinga. Và Loka được chia theo đổi các số ít đối trị giả quỷ pháp thi ê cao quá trình á, cho nên Loka biến thành lô căng. Và lô căng cộng thêm chữ lô căng có nghĩa là thế giới, là cảnh giới, cảnh giới hay là thế giới. Và cộng thêm chữ chá có nghĩa là và ở phía sau, cho nên chữ căn nó biến thành căn.
lô căn cộng với chá nó thành ra lô căn chá. Gia mắt lô căn chá và thế giới giả và cảnh giới thần chết. Có hai ý nghĩa ha. Rồi chữ măng là này, ý măng là này giống vậy tên ha. Sát đề quá căn, sát đề quá căn, sát đề quá căn. Chữ sát tiếp vào ngữ này có nghĩa là cùng với. Đê quá căn, chữ đê quá, đây là một nhà danh từ nam tính Akran Tapumlin Ga. Đê quá có nghĩa là chư thiên, chư thiên. Và ở đây đê quá căn, đê quá cá. Chị cá ở phía sau này đó là một cái quỷ ngữ chỉ cho sự sở hữu, chỉ cho sự sở hữu. Vậy thì sa đê quá căn chắc là thế giới chư thiên. Sa đê quá căn là thế giới chư thiên. Rồi như vậy thì có một câu hai. Cô mong bất thập nguyên bị chết sẽ tiết giá má lô cần chắc ít mong sẽ đều quá cần ha. Có một câu hai. Ai sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới dạ ma này, luôn cả thế giới chư thiên. Có một câu hai. Cô y mong bát tha quyền quý chế sa ti gia ma lô cần chế y mong sa đề quá cần. Ai sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới dạ ma này, luôn cả thế giới chư thiên. Đó là còn một câu hai ha. Xong chưa? Ai sẽ thâu triệt trái đất này, thế giới dạ ma này, luôn cả thế giới chư thiên? Có dấu hỏi. Đây là một nghi vấn. Bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. Cô thầm ma bát đằng su đề si tăng. Cô thầm ma bát đằng su đề si tăng. Chị cô, cô này nói về cái gì? Cô có nghĩa là người nào, là ai? Giống như cái chữ đầu tiên, cô là người nào, là ai? Rồi ma bát đằng, ma bát đằng do cái từ thâm ma cộng với bát đa. Thâm má nó là một danh từ nam tính Akarantapumlinga. Thâm má có nghĩa là pháp, là chân lý, là lời dạy của Đức Phật. Gì đây? Sáng thùng trưởng quá, có người đem những tâm tới. Ai có thắc mắc không? Cô là ai, là người nào không? Đó là người tiếng nữ. Thâm ma bát đằng, vì thâm ma nó là một danh từ nam tính ha. Akarantapumlinga. Thâm ma có nghĩa là pháp, là chân lý, là lời dạy của Đức Phật. Rồi chữ ba đăng do cái từ ba đa. Ba đa
Đây là một danh từ trung tính ha. Akranta-napum-sakalinga pada có nghĩa là cấu, là cú, là phần. Nhưng mà chữ pada này được chia theo đối cách số ít. Đối chỉ giao vì phát triển có quá trình ha. Cho nên pada biến thành pada. Vậy thì hai từ này ghi chung. Thamma-pada là về giáo pháp, hay là câu hay là phần giáo pháp. Thamma-pada-ng về giáo pháp. Rồi tiếp tục. Thamma-pada-ng su-de-si-tang. Su-de-si-tang chúng ta thấy tiếp động ngữ su ở phía trước có nghĩa là khéo, là tốt. Đề sĩ tăng do cái từ đề sĩ tá. Đề sĩ tá là đã được thuyết giảng, nhưng mà nó được chia theo đối các số ít đối trị giao vừa phát trí ê có quá trình á. Cho nên đề sĩ tá biến thành đề sĩ tăng. Vậy thì số đề sĩ tăng là đã được khéo thuyết giảng. Đã được khéo thuyết giảng. Rồi. Và câu thứ tư, câu cuối cùng. Cú sa lô búc tham vi qua bạch chế sa tí. Cú sa lô búc tham vi qua bạch chế sa tí. Cú sa lô do từ cú sa lá. Cú sa lá là một danh từ nến á kran ta phung linh ga. Nhưng mà cú sa lá được chia theo chủ từ số Bà-tha-ma Eka-wa-ta-na Vipati. Cho nên Kusala biến thành Kusalo. Kusalo là người thiện xảo, người khéo léo. Kusalo là người thiện xảo, người khéo léo. Rồi Bukhamiwa. Búp thăm y qua do từ búp thân cộng với y qua. Búp thân và chữ búp thân này do từ búp phá. Búp phá nó là một danh từ trung tính á cà lân ta nó phùng sa cà linh gá. Búp phá được chia theo đối các số ít đối trị giả quỷ phát tí ê có quá trình á. Búp thân tức nghĩa là bông hoa. Nhưng mà bút phân cộng với ý quá cộng với ý quá nó là một bất biến từ ví như, tựa như, dường như. Cho nên chữ bút phân cộng với ý quá nó biến thành bút ham ý quá ví như bông hoa. Ý quá ví như bông hoa. Chữ búp phân cộng với y quá trong phần búp phá cộng với y quá. Búp phân. Bách chết sạch tí cái động từ số ít này có nghĩa là sẽ thu thập, sẽ gặt hái. Động từ về tương lai. Sẽ thu thập, sẽ gặt hái. Búp phân cộng với y quá thành là búp phá mi quá. Rồi động từ cuối cùng bất chế sạch thi động từ tương lai có nghĩa là sẽ thu thập, sẽ gặt hái. Rồi câu số 3, câu số 4. Ô thăm mắt bạc đăng su đề sĩ tăng cú sở lô búc thăm y quả bạc chết sá tí. Ô thăm mắt bạc đăng su đề sĩ tăng cú sở lô búc thăm y quả bạc chết sá tí. 2.
sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp, đã khéo được thuyết giảng như là người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. Hai, sẽ là ai sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp đã được khéo thuyết giảng như là người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. Alo. Câu 3, câu 4. À, đây nói lên sự nghi vấn ha. Rồi xong chưa? Chí Nhật Quỳnh. Câu 3, câu 4. Cô Thầm Mát Bát Đăng Sưu Đề Chí Tăng Út Sạc Lô Búc Thầm Mí Quá Bát Chết Sa Ti. Ai sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp đã khéo được thuyết giảng như là người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. Alo, alo. Xem ru gì nè. Alo, quý vị còn nghe không? Rồi, sa tu Sĩ Nhật Quỳnh. Ai sẽ thu thập giáo pháp khéo thuyết giảng như là người thiện xảo thu thập bông hoa? Có dấu hỏi nha. Cái này là còn là nghi vấn không à? Câu 1, câu 2 cũng nghi vấn. Câu 3, câu 4 cũng thắc mắc. Rồi. Bây giờ câu Phật nguồn 44 nói lên vấn đề gì? Ai sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới dạ ma này, luôn cả thế giới của chư thiên? Đó là một sự thắc mắc ha. Rồi tiếp tục nè. Ai sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp đã khéo được thuyết giảng như là người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa? Cũng là thắc mắc luôn. Đây là những nghi vấn ha. Rồi Ngài Hòa Thượng Giai Đức với thể thơ lục bát mà. Ai người thấu triệt cái ta, thấu triệt thiên giới, dạ ma, các hàng. Ai người theo giảng công đàn, như ta truyền xảo, kết tràng hoa tươi. Ai người thấu triệt cái ta, thấu triệt thiên giới, dạ ma, các hàng. Ai người theo giảng cung đàn, như ta chuyện xảo, kết càng hoa tươi. À, đó là Hòa Thượng là Giới Đức ha. Cũng là bốn câu đều thắc mắc hết á. Bốn câu đều là dấu hỏi bự bự không à ha. Rồi, bây giờ Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ai chinh phục đất này, dạng ma thiên giới này, ai theo giảng pháp cứu, như người khéo hay hoa? Cũng là thắc mắc luôn. Ai chinh phục đất này? Rồi, ta có một dấu dấu hỏi nè. Dạ ma giới này nè, cũng dấu hỏi luôn. Ai khéo giảng Phật cú cũng dấu hỏi luôn. Như người khéo hay hoa? À, người khéo hay hoa ở đây tức là thợ làm vòng hoa. Sẽ làm vòng hoa. À, như vậy thì câu Phật ngôn 44 này và câu Phật ngôn 45 cùng một duyên sự. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào về câu Phật ngôn 44? Bởi vì toàn là những dấu hỏi to tướng, những dấu hỏi to tướng. Con đàn chứ không, con đàn là con đường á, chứ ai nói cung đàn, trời đất ơi. Đấy, con đàn là con đường á, con lộ á. Chữ con đàn là hướng đi, con đàn là con lộ, con đường. À, bởi vì
thơ mà thơ thẳng thì bây giờ con đàn nó mới càng đàn mới mới càng. Cho nên cái vấn đề mà coi như cái trẻ thơ thì nó luôn luôn nó nghe nó êm dịu một chút lỗ tai đi chơi ha. Trời ơi sướng thiệt, ngồi đây mà lỗ tai đi chơi chỗ khác, con đàn mà nghe cung đàn hả. Rồi bây giờ câu Phật ngôn này bây giờ chúng ta thảo luận ha. Về câu Phật ngôn này quý vị hiểu như thế nào với câu Phật ngôn này? Đức Phật thì Ngài thuyết cho những người hữu duyên, còn chúng ta là những người vô duyên. Ủa sao Sích Nguyên Trang bỏ chạy mất tiêu rồi ta? Hả? Chúng ta là những người vô duyên, nhưng mà được một cái mới thấy chữ dạ đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của ngài, con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Bác bạn thì phương tính họ dùng cái từ khác nhau, nghe là rõ ha. Rồi bây giờ mời quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này, thời gian còn gần nửa tiếng nữa, mỗi vị nói lên một ý kiến về câu Phật ngôn này. Rồi mời Sít Kim Nhung trước đi ha. Hello, quý vị nghe rõ âm thanh, quý vị có thể trình bày nói lên cái ý kiến của mình. Mời Sích Kim Nhung trước đi. Câu Phật ngôn 44 Sích Kim Nhung hiểu như thế nào? Rồi xin mời. Sa thủ, sa thủ. Dạ alo, dạ con kính lễ quý sư, dạ con kính lễ quý cô tu nữ, dạ kính chào các anh chị. Dạ con thưa sư, con chưa hiểu gì hết thưa sư, tại vì con đọc con toàn thấy là câu hỏi thôi, nên là con cũng chưa hiểu, con đang chờ sư giảng á thưa sư. Dạ ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Dạ con chưa hiểu gì cả, tại vì toàn là những câu hỏi thưa sư. Dạ con xin nhường mic để cho vị nào hiểu bài ạ. Dạ con chưa hiểu bài này ạ. Dạ con kính tri ân sư, con đang chờ lời giải thích ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Rồi nghe sư, bữa nay sao cái giọng sư nó nhẹ 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 sư, con nghe tại vì cái wifi của sư á, con nghe nhẹ 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 dài dài với sư. Thôi con cũng mời sư đi ăn sáng đi, có người cúng dường cho sư ăn sáng, người sư ăn sáng cho rồi đi, ngồi chắc cái giọng của sư tươi lợi đó. Cảm ơn quý vị đã cho âm, đã cho tín hiệu là nghe rõ.
Thưa sư với thưa các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử, theo như tôi hiểu cái câu kệ này á, Đức Phật đâu có nói những chuyện trên trái đất này, ai này kia làm gì. Tức là trong cái câu này theo tôi nghĩ á, giống như trong bài giảng á, thì ai mà chinh phục thế giới này, quả đất này, tức là cái thiện thực tại cái chuyện hiện tiền trong cái cuộc sống hàng ngày của con người đang ở trong thời của Đức Phật đó, ngay trong thời đó, tức là cuộc sống hàng ngày đó, thì chinh phục trái đất, tránh trái đất này, rồi dạ ma cái thế giới dạ ma với chư thiên, thì Đức Phật chỉ nói là cái cung trời, tôi nghĩ rằng cung dục giới thôi. Dục giới gồm có 7 cảnh giới, gồm có cảnh người và 6 cảnh của chư thiên như là tứ đại thiên dương, đau lợi rồi dạ ma, tu si đa, quá lạc thiên chẳng hạn như vậy. Chinh phục cái đó là cái gì? Chỉ là nếu mà chinh phục cái đó thì có nghĩa là chinh phục được cái tâm của mình, cái thân kiến của mình, tức là nói với những bậc hữu học, những bậc sa môn, những bậc hữu học này á, là những bậc sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, chứ còn những bậc như sa môn đệ tứ là các ngài a la hán rồi, các ngài không còn học gì nữa đâu, thì gọi là bậc vô học rồi. Thì nói ra những cái người mà kiểm soát được tâm mình, tức là vô những vị đã vô dòng thánh rồi, thì là những đệ tử của Đức Phật, là những con của Đức Phật đã vô dòng thánh rồi, chứ còn con người phàm thì phải còn học bút chỉ cà tha, chưa có nói được đâu, còn luân hồi chả tới chả lui. Còn những vị bậc thánh á, thì cái bậc mà sơ quả sơ đạo á, thì chỉ còn có 7 kiếp nữa thôi. Thì có thể là tôi nghĩ rằng Đức Phật nói tới những vị hữu học này, chứ ai mà chinh phục được thế giới này, địa cầu này, có nghĩa là cái thế giới của nhân loại ở đây, còn dạ ma rồi chư thiên, để coi đúng không, đúng rồi. Thì khô dí măng phát tâu huynh chắc sa tí, phát tâu huynh là trái đất địa cầu này, dạ ma lô canh thế giới của dạ ma, rồi sa đê quá khá về thế giới của chư thiên, thì tôi nghĩ cảnh trời dục giới thôi. Thì muốn chinh phục được cái đó thì chỉ là các vị thánh thôi, họ sẽ không còn quyến luyến những chuyện này, họ lo tu tới đủ ba la mật để họ được giải thoát thôi, chứ hỏi chinh phục trái đất, chinh phục trái đất trái phát cái gì đâu phải chinh phục trái đất đó, còn dạ ma rồi chư thiên nữa. Mấy người ở dạ ma là nói thần chết. Trong đây như sư dịch ra là thần chết Mai Dương, còn chư thiên là những vị đó đã có những công đức tu tập, là dẹp bỏ bớt tánh tham bố thí nhiều, rồi giữ giới, thì họ mới lên được trên các cung trời của chư thiên. Thì có thể là ai đây, có lẽ là Đức Phật nói tới những vị này, những vị có tu tập, những vị đã vô dòng thánh, những vị có tu tập có phước báo nhiều, như sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, là những vị hữu học, chứ không có nói tới những vị vô học đâu. Những vị vô là các vị a la hán rồi, họ sẽ nhập niết bàn sớm hay muộn thôi, tùy theo cái tuổi thọ của họ. Thì tôi nghĩ vậy thôi, chứ đâu có nói gì đâu. Chứ chinh phục trái đất này như bây giờ có lên làm phi thường bay, có nhảy lên máy bay phi thiền chạy vòng vòng trái đất rồi cũng phải chết thôi. Đâu có ai mà lên tới cảnh trời của chư thiên ấy đâu. Thí dụ như cái mặt trời, cái cảnh giới mà gần nhất của trái đất này đó là tứ đại thiên dương đó, thì một ngày trên đó bằng 50 năm dưới đây. Mấy ông phi thiền á, muốn bay lên như đó thì mấy người mà cũng phải có kinh nghiệm dữ dằn lắm, cũng tệ nhất cũng phải 40 tuổi đời công cái đích ngồi trên phi thiền chạy chết dịch luôn. Trời ơi, chạy đâu chưa tới nơi đó, đã tuổi thọ đó hết rồi, chết ngắt rồi, đâu có tới đâu. Ở cung tứ đại thiên dương đi xa lắm, đi không có tới được đâu. Chỉ có những cái vị và dòng thánh, những vị có tu tập thiền, họ dùng
thần thông của họ, họ nháy mắt họ lên trên đó thôi, chứ người thường làm sao mà lên trên đó được. Đại khái tôi chỉ chia sẻ ý kiến này thôi, các sư cũng ăn xong rồi đó. Tôi chỉ nói vậy thôi, ý nghĩ tôi nghĩ vậy thôi. Còn quý vị nào có ý kiến nào khác thì xin mời lên ha. Nó nói hai ba người đi, chờ để cho sư ngồi sư ăn sáng đi. Có người cúng dường cho kia giờ đó, buổi sáng có ăn sáng rồi đó, sư ăn sáng cho rồi đi ha. Vậy tôi xin chấm dứt đây nha. Xin mời quý vị khác lên nha. Nhè 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 nhè, ai lên nha. Rồi, bye. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sít Kim đã chia sẻ cái ý nghĩ của mình trong bài học. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, như theo lời của Ngài Chí Đức, Nhục Bình kính mời bàn tay quý vị. Dạ, hồi nãy sư đã mời Kim Nhung rồi, để Nhục Bình nhìn cái con ai nha. Hồng Mai đâu rồi? Hồng Mai ơi! Hồng Mai còn trước máy không? Cho Nhục Bình một tín hiệu, Hồng Mai ơi! Alo! Rồi, mời Hồng Mai lên chia sẻ nghe cái hiểu của mình trong bài học ngày hôm nay nha. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức. Kính chào quý chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thì em thì cũng không có giỏi về giáo pháp là đâu chị... Nhật Quỳnh ơi, nhưng mà em thấy chị Kim, có thể chị Kim nói đúng á. Tại vì ai sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới dạ ma này, hay cả thế giới chư thiên, thì kẻ người phàm phu mình làm sao mà thấu triệt được hết trái đất này, ngay cả bản thân mình còn chưa thấu triệt hết, huống hồ là những cái mà xa vời quá như trái đất, thế giới dạ ma hoặc là thế giới chư thiên. Thì em nghĩ là đó là những vị thánh thủ học, nghĩa là những vị này đã từng ở những cái cung trời có các chư thiên và hiểu rõ về cái thế giới này, và những cái thế giới dạ ma, vì hiểu được bản chất của con người, nên thấy rõ được những cái thiện và bất thiện, và những cái kết quả khi mà chúng ta làm việc thiện hoặc bất thiện thì đưa đến những kết quả như mà chúng ta đã gieo trồng. Thì khi các vị đã thấu triệt về những cái pháp, về những cái pháp mà xung quanh mình, và hiểu được triệt để, và do đó thì mới thu thập được và hiểu rõ, thì mới khéo thuyết giảng cho những cái chúng sanh như là người đệ, và nhờ vậy, nhờ thu thập được những cái thiện xảo đó về giáo pháp, thì các vị mới thu thập được những bông hoa giáo pháp. Thì theo em nghĩ là chị Kim nói đúng đó, tại vì có đã trải qua, đã từng trải và đã tiếp thu được cái giáo pháp thì mới hiểu rõ và mới khéo thuyết giảng đến cho những người khác. Và vì đã hiểu thì sẽ thu thập được những bông hoa của giáo pháp. Thưa sư, thưa chị Nhật Quỳnh, thì em có ý kiến như vậy thôi à. Dạ, xin mời đi kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn chị Hồng Mai. Dạ, Nhật Quỳnh mời là lên liền, rất là cảm ơn. Dạ, hiểu như thế nào thì nói như vậy là cảm ơn rồi. Dạ, để đạo tràng được học chứ. Trong đạo tràng này, trừ quý sư thì còn hoặc là những người quá giỏi giáo pháp, còn như Nhật Quỳnh thì có chút xíu hiểu, có chút xíu à. Nghe quý vị chia sẻ thì Nhật Quỳnh học được thêm trong cái ý nghĩa của bài kinh này. Dạ, nhưng mà Quỳnh Giang Nhật Hà, Nhật Quỳnh có ý kiến nha.
lúc nãy đó ngài nói là quý vị nghe như thế nào, hiểu như thế nào về bài kinh này lên chia sẻ, chứ ngài đâu có cho trả bài nữa đâu. Giang Nhật Hà mà ngồi đây mà kêu nài Nguyên Trang, nếu mà có cơ hội là Nhật Quỳnh đã mời Xú Khá rồi, để Xú Khá và Nguyên Trang lâu lâu mới vào đạo tràng, nên Nhật Quỳnh rất là muốn mời, nhưng mà Nhật Quỳnh sợ ăn cháo lương đó Quỳnh Nhật Hà. Thôi mời bạn trai Quỳnh Nhật Hà đi. Alo, do Nhật Hà trốn đâu cho khỏi. Thôi muốn nói vậy đưa tay lên. Nhà Nhật Quỳnh dục mít đó nha, không đỡ là rớt, là bể mít ráng chịu á. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cái câu hôm nay thì con chưa hiểu cô ơi, chắc phải đợi học thêm câu số 45 nữa rồi sư giảng duyên sự thì chắc là hiểu được thêm chút xíu. Nhưng mà con cũng không biết là hồi nãy cô Kim với lại cô Hồng Mai nói về cái bậc thánh hữu học đó thì mới chinh phục được, tại sao không phải là vô học? Cái bậc vô học thì cũng có từ cái trái đất này mà đi ra, thì không biết là cô Kim với lại cô Hồng Dung có thể chỉ thêm về cái phần đó được không? Dạ con xin xuống mic ạ. Con xin kính chào sư Chế Đức, các sư, hình như sư Tỷ Đức cũng còn, sư Pháp Trang cũng còn, phải không quý vị? Dạ con xin kính chào các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Chàng ghét ơi, nếu mà tôi biết thì tôi nói hết chân cùi. Thì hỏi sao nói đó, thì trước hết thì mình phải tu tức là tuần tự pháp, tức là trong cái câu này ai chinh phục đất này, nói tiếng Việt Nam nha, dạ ma thiên giới này ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Hai câu sau tức là ai khéo giảng pháp cú, cái người có học hành, có tu học, như là mình học kinh pháp cú này, mình nghe cái câu nào, mình đã từng nghe câu nào, mình hiểu câu đó thì mình mới giảng, mới nói lại cho người khác, giống như người khéo hái hoa. Người khéo hái hoa tức là cái người đó hái cái hoa đó nó tốt, cái hoa đó không có héo, cái hoa đó không có tàn, cái héo đó không có già, tức là cái hoa nó không có nở tàn bét hết, nó ở tàn bét đó thì nó nở, nó lỡ hết rồi thì nó không có còn nở nữa, nó sẽ đi xuống cái ngày tàn của nó. Thì giống như người hái hoa, thì cái người của mình bình thường thì mình phải tu tập một nút rồi tới hai nút rồi tới ba nút rồi tới mười nút, từ từ nó lên chứ đâu phải phóng cái đạt đâu. Cũng như tất cả các quý vị trong cuốn sách này, những các ngài mà đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp đủ ba la mật rồi, khi mà Đức Phật giảng pháp thì cho cái người đó, tự cái người đó hiểu, cái tùy theo người, tùy theo cái ba la mật của người đó, có người thì tắc sơ đạo sơ quả, có người chạy cái tuột lên cái là đắc lên tới A-la-hán quả luôn. Mà với tứ tệ phân tích nữa, như là cái bài trước này nè, bài số 43 đó, ngài Sôi Giá đó, trời ơi tu quá trời quá đắc luôn, tu muốn chảy nước ra luôn nữa. Vì vậy mà cũng còn cái tâm tà, tức là lúc mà họ tu nhưng mà cái tâm tà kiến nó vẫn lúc nữa cũng lúc sẵn, nó chờ mình ra để đi nhậu mình hết. Thì ổng có nhiều phước, ổng được là trong một gia đình giàu có vợ con, vợ đẹp, thì sắc dục đầy đủ, nhưng mà cái tánh tham nó núp sẵn trong lòng sống rồi. Thấy một người mà giữ ý mình thích nó, da màu vàng ống vậy, tôi không biết mấy người da màu vàng giống gì, cũng giống giống như mấy cô gái Hawaii, nước da nâu nâu nhìn lâu cũng thấy mê hay sao tôi không biết. Thì ổng có những ý nghĩ tà vại, ổng muốn vợ ổng có nước da giống vậy, đông rờ ổng mó cho ổng đã cái sự ham muốn của ổng, rồi ổng muốn cái ông sư đó là vợ của ổng nữa. Tức là trong cái ý nghĩ, trong cái bài nó chỉ nói là ngắn thôi, ổng muốn thôi, nhưng trong ý nghĩ ổng miên man, ổng nghĩ gì đó, chứng tỏ rằng nếu cái người hái hoa đó thì người ta chú tâm cho cái việc hái hoa đó, người ta phải lựa cái hoa thật là đẹp. Thì với chúng ta, cái tâm của chúng ta cũng phải kiềm giữ nó, tại vì hở ra một cái là nó sổng chuồng, nó quậy thôi, nó quậy chúng ta quay mòng mòng luôn vậy đó. Giống như ông này có những vị mà
trước khi đắc A-la-hán cũng làm nhiều chuyện quái đản, giống như ngài Angulima đó, rất là tài giỏi nhưng mà giờ không có được cái tâm được tốt, không có được cái người hướng dẫn tốt, bị ông thầy ổng chơi, ổng kêu đi giết người đủ ngàn người thì ổng mới dạy phép giải thoát. Thì tùy theo có những người rất là lạ lùng, có những cả tướng giết người tùm lum tùm la hết, nhưng khi mà Đức Phật nghe giảng thì cái sự ba la, cái công tu tập của họ nhiều đời nhiều trước, họ đủ ba la mặt, họ đắc vô liền. Thì cũng như vậy thôi, tức là như người khéo hái hoa, khi mình hái hoa đâu phải cái hoa nào mình cũng tu mình cắt hay đâu, thì người bán hoa cũng vậy, họ lựa những hoa tốt, những lựa hoa dừa, họ lựa ra hết. Thì giống như người lựa hoa, cũng như cái tâm của chúng ta vừa lựa ra cái việc gì đáng làm, cái việc gì đáng nói, cái việc gì không đáng làm, cái việc không đáng nói thì chút nó ra đi, không có dùng nó. Thì đại khái như vậy, thì từ cái đó mình tu tính hồi tu quá trời quá đất, cái tu cũng chảy nước ra luôn vậy đó, thì mình sẽ đắc quả thôi. Thì đại khái là tôi hiểu vậy thôi, đúng không? chứ làm sao bây giờ? Chứ ai chinh phục trái đất? Trái đất là gì? Trái đất là tứ đại. Cái trong người của ta gồm có danh và sắc. Thì sắc pháp có phải tứ đại không? Gồm có bốn cái sắc tứ đại chính là đất nước gió lửa. Thêm 24 cái sắc y sinh, nó nương đó nữa. Thì mình kiểm soát được trái đất là có nghĩa kiểm soát được thân người của mình, kiểm soát được danh và sắc. Thì được vậy thôi. Thì tôi hiểu vậy thôi, ai khéo thuyết giảng pháp, muốn khéo giảng cái pháp cú, khéo tức là cái tác ý, khéo giảng cho nó hay, tức là mình phải hiểu cái đó mình giảng được chứ. Mà ông thầy dạy toán giỏi, ông phải học toán giỏi, ông làm toán giỏi, ông mới hiểu được cái thâm sâu của cái bài giảng như nào, ông mới đem ra chỗ khó đó, ông giảng ra cho học sinh để nó hiểu đó, thì mới là khéo thuyết. Còn cái người không hiểu làm sao mà giảng được. Thì đại khái giống như vậy ha. Cái danh nhất khả ha, cái tên tôi thấy tên đẹp quá à, cái tên giống như tên hay giống như cải lương vậy đó, như Trang Thanh Lan, Trang Mỹ Lan, Trang Mỹ Dung gì đó, quá trời đẹp. Người ta thường Bành Thị Vú Sữa, Nguyễn Thị Lụm chẳng hạn, còn tên đẹp như tên của tài tử nghệ sĩ vậy đó. Tại sao Bạc Hữu Học, Bạc Vô Học có giảng lắm. Bạc Hô tức là bậc hữu học, tức là hữu là có, học là còn học nữa. Còn bậc vô học, các ngài a la hán là ngài không, các ngài không có cần học nữa, các ngài không có cần như là khéo hái hoa gì nữa. Các ngài đó ý nghĩa là các bậc vô học đó, người ta đã học đầy đủ nhiều rồi, không cần học nữa. Thì ấy giống như là mấy người mà còn từ sơ đạo phải ra học, ráng học để vô nhị đạo, tam đạo chẳng hạn vậy, ok? Thì vô học họ là A-la-hán rồi, A-la-hán tức là các vị Phật rồi. Họ nhập Niết Bàn, Sun hay Lê Đờ thì họ cũng là không còn trở lại đây nữa. Ý là nói như vậy, tức là muốn về hiểu những cái đó thì các bậc đó phải lên trên đó mới cái chắc vị thánh đó thì họ mới lên trong đó. Những thường những vị bậc này họ học đó thì họ thường là họ có thần thông hết trơn à. Tại trong cái thời của Đức Phật ấy, những vị này là họ đã tu về thiền định rồi thiền chỉ hết rồi, họ có thần thông hết rồi, họ muốn nghĩ lên tới cái cảnh trời nào họ nghĩ tới đó, là cái nhắm mắt lên tới đó rồi. Tôi nhớ trong kinh Pháp Cú có một vị A-la-hán rồi đó, cứ có mỗi ngày ổng cứ lên trên đó, ổng lên trên cung trời, trên tứ đại thiên dương hay gì đó, ổng lên trên đó ổng chơi một chút rồi ổng xuống, vậy đó ổng lên trên một chút rồi ổng xuống. Ngày nào cũng lâu cũng có lên giống vậy đó. Thì có những vị A-la-hán giống vậy. Cũng như ngài Mokka Lokana đó, là ngài gọi là gì, một Triền Liên đó. Thì ngài cũng xâm thai hồi cũng bay vòng vòng, có khi lên trời đó coi mấy chư thiên làm gì, có khi xuống địa ngục coi dưới đó làm cái gì. Thì đó là sự bình thường của các ngài đó thôi. Nhưng mà có nghĩa là các bậc hữu học thì họ phải học lên, giống như cái họ phải luyện cái tâm họ cho nhuần nhuyễn đến nó không còn cái tham sân si, đến nỗi học xong không cần phải không còn học nữa, tức là họ đắc a la hán quả rồi. Tức là họ hái, họ lựa qua, giống như qua này tốt và xấu, cũng như lựa vào cái tâm của mình, những hành động, những lời thân khẩu ý của mình, ba cái cửa đó phải mình bỏ, cái nào không đáng nói, cái nào đáng nói thì nói, cái nào không đáng nói đừng đáng nói, cái nào đáng làm thì đáng làm, thì chẳng hạn như vậy ha. Thì theo tôi nghĩ giống vậy đó. Còn 24 phút đó cho lên nói trước đi, nói vậy đó đủ rồi, bây giờ phải đi làm công chuyện nữa.
Kính mời quý vị khác lên đi ha. Nếu rồi tôi giảng có gì sai hay cái gì, tôi nghĩ nói không vậy chắc không có điều gì phạm ai đâu. Tôi nghĩ vậy thôi, nhưng mà nếu quý vị thấy tôi sai cái gì cứ chỉ giáo cho tôi học hỏi thêm. Dạ, cảm ơn quý vị nha. Xin mời quý vị khác lên. Alo, 123, 123, sao im ru vậy? Chị Kim nói hay quá mà sao mà chấm dứt sớm quá vậy nè. Alo, 123, 123, âm thanh quý vị nghe rõ ha. Xà thủ. Qua ý kiến của quý vị, tuyệt vời. Mỗi người đưa ra một ý kiến giống như những cái bông hoa ha. Những bông hoa làm cho một cái vườn hoa chánh pháp rất là đẹp, rất là đẹp. Ở đây với câu Phật ngôn này: ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này. Nói về vấn đề chinh phục thì cũng giống như Sĩ Kim vừa nói, tức là chúng ta phải chinh phục cái tự ngã này, chinh phục cái bản thân của chính mình. Và khi chinh phục được chính bản thân mình rồi ấy, thì mới có thể nói rằng theo giảng pháp cú này như người hay hòa. Và cái trường hợp mà quý vị nói hữu học và vô học, hữu học tức là từ Tu Đà Huần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đó là những vị thánh hữu học. Còn vô học tức là các vị A-la-hán, các ngài chánh mạng đã đặt xuống, tức là không còn gì để mà học nữa. Thiện và ác quý ngài đều bỏ hết rồi. Thì những cái vị A-la-hán là những cái vị mà vô học, còn hữu học là ba cái đạo quả: Tu Đà Huần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm ha. Quý vị nhớ ha, bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Rồi, bây giờ nếu mà những cái vị mà chinh phục trái đất này, dạ ma thiên giới này, đó là những cái vị thánh, hữu học và vô học. Nhưng mà những cái vị vô học á, ví dụ như ai theo giảng pháp cú như người theo hai hoa, thì quý vị thấy những cái vị dù đó là vô học, nhưng mà cái khả này, cái duyên, cái pháp độ của các ngài chưa chắc là những cái vị A-la-hán, là những cái vị có tuệ phân tích kia mới có thể giảng về pháp cú. Ví dụ như bây giờ ngài, chúng ta có nghe bài pháp nào của ngài Côn Đơn Nhá hay không? Ngài là người chứng đắc đầu tiên thánh quả A-la-hán, nhưng mà chúng ta đâu có nghe những cái bài pháp của ngài. Ngài Maha Kachayana này ha, ngài Sariputta này ha, rồi ngài Ananda này, những cái vị mà chúng ta thấy rất là giảng pháp cú rất là tuyệt vời, như ngài Asachi ha, chỉ có một câu ngắn mà ngài Xá Lợi Phất đã thấu hiểu về tham ma hệ tức bất hợp hòa. Cái câu Phật ngôn đó, cái câu đó của ngài Asachi và cái câu gọi là A-la-hán, câu thánh ngôn chứ không phải là nói là Phật ngôn nè. Nhưng mà sau này chúng ta cũng thấy đưa vào Phật ngôn cái câu đó. Thì ngày trước rất là ngắn gọn: các pháp phát sanh nên bởi một nhân, và bậc đạo sư đã hiểu, đã biết rõ về cái nguyên nhân và cái hậu quả của cái pháp đó. Đó là bậc đại sa môn. Một câu rất là gọn nhưng mà nói lên cái hàm ý của chư diệu đế. Thì ai theo giảng pháp cú, theo
khéo giả thâu cứu, thì không phải là những cái vị hữu học và những cái vị vô học ai cũng giảng được, mà do cái duyên. Ví dụ như ngài Nagasena trong thời kỳ của vua Milinda, các vị A La Hán gặp đức vua Milinda để bỏ chạy, bởi vì cái nhân và cái quả của hai vị này đã như trong quá khứ đã từng coi như là coi như là tạo ra để rồi bây giờ phải gặp. Mà dù các vị A La Hán nữa mà gặp một cái vị phàm như là vua Milinda, thì với cái tài luận thuyết của đức vua đó mà làm cho các vị A La Hán phải bỏ chạy luôn. Thì chúng ta thấy rằng ai theo giảng pháp cú cũng là người có duyên, chứ không phải là ai cũng giảng được. Nhiều khi chúng ta nói chẳng qua đây là chơi chơi thôi, mà chúng ta nói để mà học hỏi lẫn nhau, chứ không phải là chúng ta coi như đem lời Phật dạy ra để rồi chúng ta biện luận, chúng ta tranh cãi, chúng ta muốn hơn Đức Phật. Đây là lời của Đức Phật mà chúng ta chỉ dựa vào đó rút ra những cái bài học để làm kim chỉ nam chúng ta tu tập. Thì ở đây qua cái câu Phật ngôn 45 nữa thì quý vị sẽ thấy rõ ha. Cũng giống như hồi nãy Sư Kim và quý vị cũng đã trình bày, Sư Hồng Mai, Vinh Văn Nhật Hà hay ha. Hay cả là Vinh Văn Nhật Hà bán cái liền á. Lên không nói cái ý kiến của mình, mà lên là Vinh Văn Nhật Hà bán cá. Rồi coi nhau bỏ của chạy lấy người ha. Cái này không được nha. Mà lên nói ý kiến của mình, chứ không lẽ là lên đi nói về hữu học vô học rồi tại sao rồi xuống. Cái này tức là Vinh Văn Nhật Hà phải nói lên cái quan điểm của mình về câu Phật ngôn này như thế nào, chứ ai lên bán cái chỗ đó. Rồi không sao, sao cười vậy? Rồi là doanh nhân hả? Wow. Thôi chúng ta rút kinh nghiệm, nhưng mà quý vị nên mỗi người có mỗi ý kiến, bởi vì những ý kiến của quý vị đó là những cái bông hoa để rồi chúng ta kết lại thành một cái tràng hoa. Ví dụ như trong cái phẩm hoa này có một cái câu Phật ngôn rất hay đó: đây lác đác đầu cành hái tìm từng đóa kết thành tràng hoa, chúng sanh trong cõi ta bà việc lành thu góp kết tòa thiện tâm. Này, trong phẩm hoa này chúng ta sẽ gặp bài đó. Nhưng mà từ từ ha. Thôi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc đi. Rồi chúng ta sẽ cố gắng làm sao quý vị càng nhiều ý kiến thì cái bài học của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ thu thập được nhiều bông hoa hơn, và nhất là các phẩm hoa thì chúng ta phải chọn những cái cành hoa tươi đẹp. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng ta làm để trừ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, siêu hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và kinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha va che na so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này chính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thích luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Xin mời Sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.